câu trắng này. Ê, bọn mình có hại rùa câu trắng hại mấy cái con kia thôi. Đúng rồi. Thôi đừng chọc nó. Thơm ghê luôn á. Thơm quá rồi đó. Trời ơi. Tự nhiên đi hỏi cứt chim. Xong chưa hỏi xong thỏa mãn chưa? Trời ơi thôi con Ken. Thơm quá rồi đó. Không chọc tủ bên đây nè. Đừng. Thôi nó sợ kìa. Nó sợ kìa.